Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, xin mời các bạn xem bản tin. Nhân sĩ trí thức kêu gọi chính quyền đổi mới lần 2 Ngày 5 tháng 11, AFA Tiếng Việt loan tin, người dân kêu gọi đổi mới lần 2 để khai thông điểm nghẽn thể chế. Theo đó, 38 năm sau ngày đổi mới, xóa bỏ bao cấp và chuyển sang mở cửa kinh tế, hội nhập với thế giới, người dân Việt Nam tiếp tục kêu gọi một cuộc đổi mới lần thứ hai trong lúc ông Tô Lam chỉ ra kỷ nguyên vương mình của dân tộc. AFA cho biết, 7 tổ chức xã hội dân sự trong nước và 32 cá nhân ngày 3 tháng 11 đồng ký thư kiến nghị gửi Tổng Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng, trong đó kêu gọi xây dựng một lộ trình đổi mới lần hai về chính trị sau cải cách kinh tế năm 1986, gồm các chương trình hành động cụ thể với mục tiêu thời gian thực hiện rõ ràng. Theo những người khởi xướng, điều này sẽ tạo điều kiện cho công chúng và các tổ chức xã hội có thể giám sát, ủng hộ và đồng hành cùng chế độ trong quá trình đổi mới và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, kiến nghị thư viết, lộ trình đổi mới lần thứ hai cần ưu tiên đến các vấn đề cải cách thể chế, bao gồm xây dựng một hệ thống pháp luật công bằng, bảo vệ quyền lợi của công dân và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý. Điều này không chỉ giúp giải quyết những điểm nghẽn hiện tại, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một xã hội ổn định và phát triển bền vững trong tương lai. AFA dẫn lời ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng nói rằng, Lần đổi mới này không phải là ý muốn của ai cả, tình thế bắt buộc phải làm, chứ không phải là ý muốn của ông A và B. Không thay đổi là chết, tất nhiên dân chết thì đảng cũng chết, không có cách gì khác. Ông Lê Thân cho biết, cải cách kinh tế năm 1986 đã giúp cho đất nước phát triển kinh tế và thoát khỏi tình trạng nghèo đói do nền kinh tế tập trung gây ra. Còn cải cách thể chế lần này giúp đất nước thoát khỏi tình trạng ngãn thể chế như Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu gần đây. Ông Thân cũng cho biết những hành động và biểu hiện gần đây cho thấy ông Tô Lâm và lực lượng tiến bộ trong đảng đang có sự thay đổi rất nhanh và mạnh. Tuy nhiên, theo ông, vấn đề là lực lượng tiến bộ trong đảng có thể chi phói được lực lượng lạc hậu hay không. AFA cũng cho biết các nhân sĩ trí thức trong kiến nghị thư đồng thời kêu gọi chính phủ tôn trọng cam kết về quyền con người ra soát và sửa đổi các quy định vi hiến và vi phạm cam kết quốc tế cũng như cải cách hệ thống bầu cử để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Và đây là hình Tổng Bí thư Tô Lâm. Trước đó, ngày 21 tháng 10, AFI đã loan tin về phát biểu của ông Tô Lâm, gọi thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Lời phát biểu này được ông Tô Lâm nói trước quốc hội sáng ngày 21 tháng 10. Ông thừa nhận trong tổ chức và hoạt động của quốc hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục liên quan đến thể chế hạ tầng và nhân lực. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước còn bất cập, cồng kềnh, chồng lấn giữa lập pháp và hành pháp, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Ông Tô Lâm khẳng định những việc này cần nhanh chóng khắc phục, không để cản trở hay lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. AFA dẫn bài nói chuyện này, trong đó ông Tô Lâm nói chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi các quy định chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo, nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực, chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực trong dân. Ông đề nghị cần xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn Việt Nam và vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn để mất thời cơ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nhân sĩ, trí thức kêu gọi chính quyền đổi mới lần hai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Tô Lâm vẫn chỉ chống lãng phí chung chung. Tiếp theo kỳ 1, chống lãng phí. Có chống được không? của nhà báo kỳ cựu Nguyễn Thông ngày 4 tháng 11, báo Tiếng Dân đăng tiếp kỳ 2 của loạt bài báo này. Cũng như kỳ 1, thời báo chấm giới thiệu bài viết kỳ 2 này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Đọc toàn bài chống lãng phí của ông Tô Lâm, ra kính soi từng câu từng chữ, tôi không thấy ông ấy đề cập tới những thứ lãng phí đang diễn ra công khai, hàng ngày những lãng phí đã được luật hóa bằng nghị định này chỉ thị nọ của đảng, nhà nước. Đặc biệt, bài viết đứng tên ông Tô Lâm hoàn toàn không đã động gì tới bệnh hình thức, mãn tính, gây cực kỳ lãng phí, đã thành thứ tệ nạn kinh khủng hết thuốc chữa ở xứ này. Cũng không chỉ ra sự duy trì quá nhiều tổ chức hội đoàn, ban bệ, cánh tay phải, tay trái, cánh dài, cánh ngắn, rất vô tích sự, ngốn ngân sách từ tiền thuế của dân. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Tới ngày 26 tháng 10, phát biểu tại Quốc hội với tư cách đại biểu, Tổng bí thư Tô Lâm trăn trở lãng phí xảy ra nhiều lắm, tại sao mình lại vướng mình, làm khó mình đến vậy? Quy định làm sao mà để cuối cùng mình không thực hiện được? Nhà nước còn không làm được, thì sao doanh nghiệp làm được? Ông hàng xóm nhà tôi đọc xong cười bảo, vẫn chung chung. Lâu nay, người đời thường ngại đụng chạm, ngại ý kiến ý cò về phát ngôn của lãnh tụ, cấp cao, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Với quan niệm đó là vùng cấm, nói ra cũng chả giải quyết được gì có khi không phải đầu lại phải tai, nát đám cỏ gà, rứt vạ vào thân. Nhưng tôi thì khác, nói được những điều có ích cho số đông dân chúng, cho cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi thì cứ nói. Trung ngôn nghịch nhĩ, thiệt mình chịu. Sự góp ý không nhằm vào cá nhân, vụ chống lãng phí này chẳng hạn, bởi ông Tô Lâm phát ngôn không vì cá nhân ông, nhưng đó là sự đại diện thay mặt cho bộ máy lãnh đạo do ông ấy đứng đọc. Ông chống, tại sao mình không ủng hộ, không chống? tôi tuyệt đối ủng hộ ông ấy chống lãng phí, bởi đó là thứ tệ nạn bản thân tôi rất ghét. Từ thượng cổ tới giờ, chẳng có bộ máy nào toàn diện, tuyệt hảo, không sai. Vậy thì, nếu ta có ý thức xây dựng, mong muốn cuộc sống và xã hội tốt hơn, thì nói ra với ý thức xây dựng là điều tốt, tích cực. Vấn đề ở chỗ, bộ máy cầm quyền có biết lắng nghe những điều trung ngôn nghịch nhĩ hay không? Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tôi sực nhớ câu thơ của cụ Lê Đạt nhóm nhân văn gia phẩm. Anh muốn đảng gọi anh đến nơi, hội ý về cuộc sống, điều động anh vào bộ tâm hồn quần chúng, giúp Trung ương xây dựng những con người. Tôi chẳng bằng móng tay út cụ đạt, nhưng học cụ, dù biết cụ từng bị lên bờ xuống ruộng. Trong bài viết này, tôi chỉ nhấn đến nội dung lãng phí, chống lãng phí, chỉ ra những khiếm khuyết, Gấp thêm vào chủ đề ông Tô Lâm đã nêu trong bài huấn thị, chỉ đạo đang được tung hô ca ngợi. Trước đó, ngày 3 tháng 11, trong kỳ 1 của loạt bài Chống lãng phí có chống được không? Tác giả Nguyễn Thông đã đề cập đến mong muốn Tổng bí thư Tô Lâm nói được, làm được. Dù giữa lời nói với việc làm luôn có khoảng cách, thậm chí tường thành vô hình không vượt qua được. Tác giả đánh giá, kể từ khi ngồi ghế Tổng bí thư, ông Tô Lâm có những phát ngôn rất đổi mới, xé rào, tích cực, phá vỡ ở vùng cấm, được hầu hết dư luận xã hội, dân chúng đồng tình, đánh giá cao ông Tô Lâm đã dũng cảm, thẳng thắn hơn nhiều so với ông Nguyễn Văn Linh ở thập niên 80-90. Ông Linh chỉ dám nói và làm, môn men những điều vụn vặt, chứ không bao giờ dám đụng chạm tới thể chế, bộ máy thượng tầng, đến những thứ được coi là cấm kỵ, có thể liên quan tới sự tồn vong của chế độ. Ông Lâm lại càng hơn hẳn người tiền nhiệm, chỉ biết ngập lặng trong mớ lý luận bùng nhùng, tự mãn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ông Tô Lâm vẫn chỉ chống lãng phí chung chung. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.